Tuần qua, lực lượng vũ trang các quận huyện của thành phố liên tục tổ chức các phiên chợ nghĩa tình, phiên chợ không đồng để hỗ trợ nhân dân trong khu vực cách ly, phong tỏa và bà con khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Những buổi chợ nhanh, gọn, an toàn của bộ đội thực sự mang lại niềm tin, hy vọng cho người dân khó khăn trong đại dịch này. Theo kế hoạch, từ ngày 6 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8, Ban Chỉ huy Quân sự, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể quận Liên Chiểu sẽ tổ chức phiên chợ nghĩa tình lưu động trên địa bàn. 750 xuất quà là thực phẩm thiết yếu được vận chuyển bằng xe chở hàng hóa lưu động của lực lượng quân sự. Điểm đến của những chuyến xe nghĩa tình là các hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, người già neo đơn, phụ nữ đơn thân, đối tượng chính sách trong khu cách ly, phong tỏa. Thay vì tập trung tại một địa điểm, thì phiên chợ này có tên gọi là phiên chợ nghĩa tình lưu động. Sau khi triển khai các mặt hàng, thì sẽ cho lực lượng chở các phần quà đến trực tiếp với các hộ gia đình. Tôi tập trung chỉ đạo cho các ủy ban mặt trận với phường chia thời gian ra để bà con theo để chặn hàng. Và trên mỗi xe thì chúng tôi cũng đều để nước sát khuẩn, khẩu trang, mũ trắng giọt bắn và găng tay để đảm bảo được cho người giao hàng. Và trong cái quá trình mà bà con nhận hàng thì chúng tôi cũng đã định hướng với ủy ban phường hướng dẫn bà con thực hiện đúng chỉ đạo 5K. Với tinh thần tương thân tương ái, sát cánh cùng nhân dân vượt qua đại dịch, mô hình phiên chợ không đồng đã được lực lượng vũ trang quận huyện tổ chức phù hợp với tình hình địa phương. Đến ngày 8 tháng 8, gần 2.000 xuất quà trị giá 350 triệu đồng đã được lực lượng vũ trang Đà Nẵng hỗ trợ bà con. Hầu hết người dân khó khăn trên địa bàn đều đã nhận được nhu yếu phẩm thiết yếu để vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Bây giờ cô được nhận xuất quà này cô rất là vui mừng. Cô rất là cảm ơn bộ đội, rất là cảm ơn nhà nước đã quan tâm đến nhau. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Sản phẩm từ các phiên chợ nghĩa tình đã trở thành bữa cơm ấm bụng cho nhiều người dân khó khăn trên địa bàn và người dân trong khu vực phong tỏa, kịp thời động viên bà con cố gắng vượt qua dịch bệnh. Thời gian đến, các hoạt động này sẽ được lực lượng vũ trang tiếp tục tổ chức và nhân rộng nhiều hơn trên địa bàn thành phố.